Chào bạn, thì mình là Vincent Do đây. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu hàng chuỗi video nói về các thuật ngữ SEO và SEO căn bản. Thì hàng tuần và chủ nhật mình sẽ làm những video như thế này. Còn nếu mà bạn nào mà muốn coi về các kỹ thuật mà mình làm trong SEO, hay là các kiến thức hay là kinh nghiệm của mình làm trong việc SEO, thì các bạn có thể coi ở trong những video ở trên kênh YouTube của mình. Thì mình chia sẻ cũng khá là nhiều các kỹ năng, các kỹ thuật dùng để SEO trong kênh YouTube mình rồi. Thì các bạn đã chưa coi, các bạn hãy coi trong đó, thì mình nghĩ các bạn cũng sẽ học rất là nhiều điều, như những cái kỹ thuật về backlink hay kỹ thuật về on page SEO. Thì hôm nay á, thì mình sẽ nói những cái thứ căn bản. Thì nếu nói về căn bản như vậy không có nghĩa là các bạn không nên coi, mà các bạn nên rất là cần coi. Tại vì khi các bạn hiểu được cái cốt lõi căn bản của về SEO rồi á, thì các bạn làm SEO rất là dễ dàng, và cũng như á, là vì SEO của bạn không có quá là máy móc như trước nữa. Tại vì mình thấy nhiều bạn SEO rất là máy móc, cứ làm theo bước này mà thôi. Nhưng thật ra thì khi bạn hiểu được cốt lõi đó, thì việc SEO trở nên dễ dàng hơn, và bạn hãy sáng tạo được nhiều cách. Cái chính đó, thì nó chỉ là cách nào nó nhanh hơn và bền vững hơn, cũng như là cách nào nó đỡ tốn công sức của bạn hơn mà thôi. Thì mình giống như là 1 + 1 = 2, mà 4 chia 2 có bằng 2 á, đó là cùng một kết quả, nhưng có bạn có thể làm nhiều cách. Cái vấn đề là bạn tìm ra cách nào giỏi nhất, tốt nhất mà cho bạn mà thôi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về internal link. Vậy internal link có nghĩa là gì? Internal link có nghĩa là, mình ví dụ như internal link ở đây là một tiếng internal link à. Thì đây là một bài viết, khi mà bạn đọc đây tự nhiên nó có một cái link ở đây, ở một cái link ở đây, thì tự nhiên cái link này sẽ bạn bấm vô thì sẽ bay qua một trang khác, hoặc là nó sẽ đổ một đường link khác ngay trên trang đó. Thì bạn có thấy á, thì nó cũng là cùng một thằng luôn, cái thằng cafebiz.vn, nhưng mà nó nhảy qua một cái link khác, cái đường link khác, nghĩa là một bài khác. Thì bạn ở đây nó toàn nói về Galaxy 7 không, một lượt toàn là Galaxy 7 không. Thì đó là internal link, có nghĩa là những link trong trang. Còn những link ngoài trang thì mình sẽ nói sau. Nhưng mà vậy internal link có nghĩa là gì, làm được cái gì? Internal link giúp cho việc SEO bạn trở nên rất là dễ dàng. Internal link nếu bạn hiểu rõ nó, bạn có thể dùng này có thể kỹ thuật on page SEO rất là dễ dàng. Thì mình ví dụ như việc đây là hình ảnh mà mình dùng để dùng on page SEO, hay dùng cách thức để mình dùng internal link để việc giúp cho bạn SEO trở nên rất là dễ dàng hơn. Tại vì SEO Google nó chỉ muốn hiểu 2 thứ thôi, để khi nào một trang web mà lên top 1 đó, nó chỉ đúng 2 thứ mà thôi. Một đó, thằng Google phải tin tưởng trang web đó, nghĩa trang web đó phải giúp cho Google hiểu là một trang web rất là đáng tin cậy và là trang web chuyên gia, thì Google sẽ đưa nó lên, nghĩa là nó tin tưởng nó, rất là tin tưởng nó rồi. Và khi Google hiểu được trang web đó biết về nó gì, chẳng hạn như mình biết là trang web đó viết về dịch vụ SEO đi, hiểu nghĩa là, nhưng mà trang web đó là trang web chuyên gia rồi, thì Google dễ dàng đưa cái trang web đó đứng đầu hay đứng top 3 về vị trí dịch vụ SEO. Tại vì nó chỉ đúng 2 cái thôi. Thứ nhất là phải tin tưởng trang web đó, thứ hai là Google phải hiểu cái trang web đó là gì. Thì ở những việc tin tưởng trang web đó, thì đó là việc mà off page là chủ yếu. Thì thì mình sẽ chỉ cho bạn, giới thiệu cho bạn cái cách thức để cho Google hiểu hơn về trang web của bạn. Thì cái thức này mình nói rất là rõ ràng trong việc trong video giải đáp SEO 2 của mình có nói là các kỹ thuật về on page nâng cao của mình chỉ cho. Thì bây hôm nay thì mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn nếu mà bạn nào chưa coi, nhưng mà mình nghĩ các bạn cũng nên coi về video giải đáp SEO 2 của mình. Thì internal link mình ví dụ như bạn đang muốn SEO một trang, đây là trang Galaxy Note 7 đi, nghĩa là trang này là trang web nói về cái trang này là trang cần SEO, đây là trang cần SEO, và trang này nói về Galaxy Note 7. Bạn đang muốn đẩy từ khóa Galaxy Note 7 lên hạng top về cái trang này, thì làm sao để cho Google hiểu được trang web của bạn nói về Galaxy Note 7? Thứ nhất là do cái bài viết, tất nhiên cái trang này nó phải viết Galaxy Note 7 rồi, cũng như nó có H1, H2, H3 hay gì đó mình không biết, hay là nó có, nói chung là trang đó phải viết Galaxy Note 7. Thì làm sao để cho bạn khiến cho Google nó dễ hiểu hơn, nghĩa là nó chắc chắn hơn việc là cái trang này là trang Galaxy Note 7. Tại vì Google nó chỉ đọc một đoạn mã code hay là những thông tin trên đó mà thôi, chứ Google không thể hiểu hoàn toàn được. Thì mặc dù Google nó cũng hiểu được, nhưng mà làm sao bạn phải khiến cho nó chắc chắn hơn. Thì để chắc chắn hơn cái trang đó viết về Galaxy Note 7 á, thì các bạn tạo những trang mới. Thì mình ví dụ như đây là nói về, ở đây thằng này thì nói về trang không phải thế giới di động, cell phone mới là người đầu về dịch vụ khách hàng đi, thì nó một bài viết như thế này. Thì nó cũng đề cập tới Galaxy Note 7, nó cũng đề cập với Galaxy Note 7 và nó link cái trang Galaxy Note 7 này đến cái trang này là trang nó cần SEO lên, thì khiến cho Google sẽ hiểu hơn đấy là trang về Galaxy Note 7. Hay là bạn viết một bài viết là các thông tin về Galaxy Note 7 đi, xong rồi bạn link nguyên cái đường link Galaxy Note 7 đến cái bài viết Galaxy Note 7 này, thì khiến cho Google càng dễ hiểu hơn về việc bạn đang SEO về lĩnh vực gì và từ khóa gì. Thì một khi mà Google hiểu được cái vấn đề đó rồi thì Google nó sẽ dễ dàng tin tưởng bạn hơn là một. Thứ hai, Google sẽ dễ dàng đưa bạn lên top hơn thôi. Thì tại vì Google nó không chỉ có đúng hai cách hoạt động chủ yếu như mình nãy giờ mình nói, một đó là hiểu về trang web của bạn, thứ hai nó phải tin tưởng trang web của bạn. Thì cái việc này sẽ giúp cho bạn 50%, nghĩa là nó giúp cho bạn về phần Google hiểu về trang web của bạn. Còn thứ hai á, no follow, do follow là cái gì? Mình ví dụ như có một đường link dẫn tới hàng đem đường link đi. Do follow nghĩa là sao? Mình ví dụ như bài viết Galaxy Note 7 này nó dẫn đến một cái trang mới hoàn toàn luôn, là trang mình ví dụ cho các bạn hiểu luôn. Thì mình ví dụ như cái đường link này đây, thay vì nó dẫn đến cái trang nãy, cái đường link này thay vì dẫn đến trang nãy mà nó dẫn đến cái trang này thì sao? Thì có nghĩa là thằng này đóng vai trò như một backlink đối với thằng này. Thì lúc này á, thằng này mình ví dụ như nó DA bằng 25, PA bằng 30, nói chung là những cái điểm tin tưởng của Google á. Ví dụ như DA bằng thằng này nó cho đi, nó cho được cho cái thằng FPT đó được 10 điểm đi. Có nghĩa là thằng này nó tin tưởng cái thằng này, cái thằng cafebiz này nó phải tin tưởng với thằng FPT Shop này thì nó mới liên kết được, nghĩa là nó có đường link nó dẫn đến FPT Shop. Thì có nghĩa là mình ví dụ như thằng này là thằng Bill Gates đi, thằng này là thằng Bill Gates, còn thằng này là cái thằng ở đây cả SEO đi. Thì nếu mà thằng Bill Gates nó link một đường link đến thằng này á, cũng như việc là thằng này á được chụp ảnh với thằng Bill Gates, thì một khi nó chụp ảnh như vậy rồi á thì bạn nhìn vô giống như là bạn sẽ tin tưởng nó hơn rất là nhiều, tại vì không phải ai cũng được chụp ảnh với Bill Gates hay là được Bill Gates recommend, nghĩa là đề nghị là làm việc nên cùng làm việc với thằng FPT Shop. Thì không phải như vậy mà Bill Gates là người giàu nhất thế giới, ví dụ vậy. Bill Gates là giàu nhất thế giới và Bill Gates cực kỳ giỏi và có uy tín, mà một khi nó liên kết được với thằng FPT Shop này, mặc dù mình không biết thằng FPT Shop nó, mặc dù á mình nhìn vô mình không biết thằng FPT Shop là thằng nào hết á, nhưng mà do thằng Bill Gates nó giới thiệu FPT Shop và cũng như là nó chụp hình cùng FPT Shop, thì thành ra mình sẽ cũng tin tưởng FPT Shop luôn. Google nó cũng hiểu như vậy và Google sẽ hiểu FPT Shop hơn. Thì mặc dù thì thằng này nó không phải là Bill Gates, tại vì trang của nó cũng không mạnh cho lắm, nhưng mà nó cũng đóng vai trò như một người rất là tin tưởng trong cái giới gì đó. Thì nó đối với Google thì Google cũng rất là tin tưởng trong web này rồi. Thì Google thì ngày khi mà nó liên kết qua thằng này, nghĩa là thằng này nói với Google là tao cũng tin tưởng trong web này luôn, thì thằng Google nó đã tin tưởng trong web này rồi thì Google sẽ tin tưởng trong web này luôn. Thì mình ví dụ như đó là cái backlink trở về đó. Thì ví dụ như thằng do follow á, có nghĩa là khi mà Google nó đáp xuống cái trang web này á và nó nói là cái trang này là trang, cái đường link này là do follow, hay là cho phép con robot đi theo, tại vì Google thả robot đi vòng quanh khắp internet và đến từng cái trang mà thì con robot khi mà đọc đây thì Google con robot nó sẽ tự nhân bản nó ra, nó bảo là mày đi qua cái trang, mày đi qua cái đường link Galaxy Note 7 cho tao mà mày kiểm tra coi thằng đó nó, thằng này thằng cafebiz này nó backlink tới đâu, nghĩa là đường link này nó liên kết tới dẫn tới đâu. Thì thằng robot nó đi đến thằng FPT Shop này thì nó thấy thằng FPT Shop thì do follow, nghe con robot được cho phép đi qua. Thì mình ví dụ như trang web này nó cho thằng FPT Shop 10 điểm đi, thì con robot khi robot đi qua đó thì robot sẽ mang 10 điểm này, nó đặt 10 điểm tin tưởng này cho thằng FPT Shop và FPT Shop nó được cộng 10 điểm tin tưởng lên và được Google sẽ tin tưởng nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà do follow là sao, thì nó cái cổng dẫn đến cái cổng của Galaxy Note 7 là nó không có, nghe nó vẫn liên kết qua thằng FPT Shop nhưng mà nó báo thằng Google là con robot Google là mày không đi qua đường cổng này, không được đi qua, tại vì nó là no follow, không đi qua, đừng có đi qua. Có nghĩa là nó báo với thằng Google là không nên đi qua điểm đó, thành ra robot nó sẽ không đi qua điểm đó. Nhưng thật ra con robot vẫn đi qua đường liên kết đó, vậy nó kiểm tra coi đường liên kết đó là cái gì. Thì một số bạn hiểu lầm ở đây là nofollow link không có giá trị, và thật ra nofollow link nó cũng rất là giá trị, tại vì con robot nó vẫn đi qua kiểm tra cái đường link này nó dẫn tới đâu. Thì mình ví dụ như trang web cafebiz này có thể cho FPT 10 điểm đi, thì khi mà cafebiz bảo là trang web cái đường link này, cái đường cổng dẫn tới FPT Shop này, trang web FPT Shop là nofollow, nghĩa là khuyến khích con robot không đi theo á, thì con robot nó vẫn đi theo nhưng mà nó không cho thằng FPT Shop này 10 điểm như ban đầu nữa, mà nó chỉ cho nó 3-4 điểm mà thôi. Mình lấy ví dụ nha, nhưng có nghĩa là nofollow link nó vẫn giá trị, vẫn có giá trị, nhưng mà giá trị của nó so với thằng dofollow link á, là nó không có được giá trị nhiều cho lắm. Nhưng mà đối với một trang web á, thì nofollow link vẫn có giá trị. Bạn cũng nên lấy nofollow link, chứ bạn đừng có nghĩ là nofollow link là vô dụng mà các bạn bỏ đi. Nofollow link cũng có giá trị và nó cho một phần điểm tin tưởng và sức mạnh của cái trang cafebiz này đến trang FPT Shop, nếu nó là trang nếu đó là nofollow link. Còn nếu mà do follow link á, nghĩa là thằng cafebiz này nó cho là bao nhiêu điểm là nó cho bấy nhiêu điểm luôn. Còn nofollow nghĩa là tao chỉ cho một số điểm mà thôi, chứ tao không cho hết nguyên cái đống điểm của tao đi mà đâu. Thì đó là nofollow, đóng vai trò như vậy. Thì nếu mà bạn nào có bất kỳ một cái thắc mắc nào á, thì các bạn có thể bình luận ở YouTube hay là hỏi đáp trên group. Thì mình có lập một cái group hỏi đáp SEO, thì các bạn hãy hỏi đáp bất kỳ một câu hỏi nào trên SEO, về SEO, về lĩnh vực SEO, thì mình có giải đáp trên cái group đó. Thì các bạn có thể coi cái đường link vô cái group đó, tham dự cái group đó nếu các bạn muốn, thì để chia sẻ thêm được, học hỏi, chia sẻ thêm được nhiều kiến thức về SEO, thì các bạn coi đường link ở dưới cái phần mô tả của video của mình. Thì các bạn hãy tham dự group đó. Thì hàng tuần mình làm cỡ 2 video, thì đôi khi mình sẽ làm một video giải đáp về tất cả các câu hỏi, thì các bạn nhớ đón xem nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.